Mười Khối TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thực sự tới công chuyện rồi mọi người ơi. Các bạn có nhớ là 2 ngày trước không? Công an địa phương có truy tìm cái anh chủ nhà đang sống trong nhà của ông bà nội các bạn. Tuy nhiên thì cái anh này ảnh không xuất hiện. Khi mà công an gọi điện thoại mời anh này thì anh ta cũng luôn trốn tránh. Và đến bây giờ một cái nguồn tin mà Mười Khó TV nhận được á, là cái anh chủ nhà này đã khóa cửa và rời khỏi cái căn nhà này rồi nha. Thì việc trốn tránh như vậy, trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc và tìm kiếm anh này như thế nào. Mười Khối TV sẽ tiếp tục cập nhật và phân tích cho các bạn xem nha. Mười Khối TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì trong những cái ngày qua, Vũ và Văn Ngọc cũng đã hoàn thiện tất cả các hồ sơ, giấy tờ và gửi lên cơ quan chức năng địa phương cũng như là công an các cấp các bạn về cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Văn. Cụ thể là bà Văn đã lừa và bán các căn nhà của ông bà nội để lại cho em trên đường Hiệp Thành quận 12 và lấy số tiền kia để ăn xài này kia các bạn. Đồng thời hai cha con cũng có làm đơn và tố cáo cái người đang sống trong căn nhà của ông bà nội á, vì hành vi là xâm phạm gia cư bất hợp pháp và chiếm giữ tài sản trái phép. Đó là khi mà Vũ và bà Ngọc đến và yêu cầu anh này trả nhà này kia thì anh ta đã bất hợp tác này kia các bạn. Đến bây giờ thì mình có thể khẳng định Vũ và bà Ngọc là chủ sở hữu cái căn nhà trên 100% rồi nha. Cụ thể vì sao mà mình nói như vậy thì mình sẽ tiếp tục phân tích cho các bạn nghe nè. Vũ sở hữu hợp pháp các căn nhà tại vì Vũ được ông bà nội để lại một cái tờ giấy di chúc cho em. Tờ giấy di chúc này là có một số người làm chứng nè, rồi cơ quan chức năng địa phương mình nghe nói là cũng chứng thực vào cái bản di chúc này rồi các bạn, nên em hoàn toàn là thừa kế hợp pháp các căn nhà này. Nhiều người nói như thế này là rằng nè, tại sao ông bà nội cái thời điểm trước khi qua đời không sang tên cho Vũ luôn mà để lại cái bản di chúc làm gì? Đó thì mình phải nói như thế này nè, cái thời điểm mà ông bà nội làm bản di chúc là Vũ mới 15 tuổi thôi, mới 14, 15 tuổi mà các bạn biết rồi. Đối với một cái công dân trong xã hội Việt Nam á, khi mà được đứng tên trên một cái giấy tờ đất hay là giấy tờ pháp lý gì á thì công dân phải đủ 18 tuổi thì mới có giá trị nha. Cái thời điểm đó là Vũ còn là trẻ vị thành niên nên không thể đứng được bất kỳ một cái giấy tờ gì, nên ông nội mới để là cái tờ giấy chúc cho em. Và đến bây giờ khi mà 20 tuổi rồi, họ hoàn toàn đem cái tờ giấy này ra và có thể sở hữu hợp pháp cái căn nhà này và được pháp luật công nhận một cách rõ ràng nha mọi người. Trong những ngày qua thì cái người chủ nhà này nói chung là bất hợp tác từ cơ quan chức năng đến Vũ và Văn Ngọc luôn. Đã nhiều lần Vũ và Văn Ngọc đã liên hệ cái anh chủ nhà này để hỏi rõ một cái vấn đề, đó là anh ta mua căn nhà này hay là thuê căn nhà này của bà Văn. Nói chung thì khi nghe cái câu hỏi này thì anh chủ nhà luôn tìm cách trốn tránh các bạn. Luôn tìm cách tránh né này kia và không trả lời. Anh ta chỉ nói là khi mà cơ quan chức năng mời lên làm việc hoặc là ra tòa án thì anh ta mới trả lời những cái câu hỏi này. Tuy nhiên khi mà cơ quan chức năng mời anh ta lên làm việc thì anh ta cũng luôn trốn tránh luôn. Và tránh né suốt thời gian qua. Bây giờ công an phường là chưa biết bằng cách gì có thể truy tìm được anh này mời lên làm việc. Trong cái tình huống mà khó nhất á, thì cơ quan chức năng mình nghĩ là sẽ ra cái thông báo là truy tìm người để mời anh này lên đối chứng, làm rõ một số vấn đề liên quan, phục vụ giải quyết vụ án. Còn việc bà Văn trong những ngày qua thì như thế nào, mình tiếp tục phân tích cho các bạn nghe nè. Từ cái thời điểm mà Vũ và bà Ngọc lên cộng đồng mạng và cầu cứu khắp mọi người về hành vi lừa đảo bán nhà của bà Văn thì bà ta im hơi lặng tiếng, không dám xuất hiện trực tiếp nha mọi người. Thỉnh thoảng thì bà ta có lên mạng và nói một số điều thôi. Nói chung là giọng của bà này cũng rất là chợ búa. Không biết là bà Văn này có thế lực giang hồ hay giang hồ giang nắng gì đứng sau, nhưng cái giọng của bà ta luôn thách thức và hổ báo này kia. Các bạn có nhớ cái đoạn hội thoại không, là bà Văn bà nói là thách thằng Vũ đi kiện. Cô cho tiền thằng Vũ đi kiện luôn. Thằng Vũ có đi kiện cũng không bao giờ lấy lại được nhà. Và mới đây á, bà Ngọc có gọi điện và trao đổi với bà Văn á, tại sao là bà chiếm nhà của thằng cu mà bà không trả lại nhà cho thằng nhỏ đó. Thì bà Văn bà nói là đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày đó. Các bạn nghe không, một cái người phụ nữ mà nói cái giọng rất là hổ báo không. Mà hai cha con bây giờ nghĩ là cái việc mà xuất hiện của bà Văn cũng không còn là quan trọng nữa mọi người.
Tại vì qua một vài buổi làm việc với cơ quan chức năng á, thì cơ quan chức năng cũng có hướng dẫn hai cha con như thế này nè. Bây giờ làm cái tờ đơn và tố cáo cái người chủ cái căn nhà đó. Bây giờ trực tiếp làm việc với người chủ của cái căn nhà đó. Sau này á, khi mà trình đơn lên rồi á, thì cơ quan chức năng cũng sẽ mời người chủ của căn nhà cùng với Vũ lên làm việc và hai bên đối chứng. Cái người chủ nhà nếu như mà không đưa ra được bất kỳ một cái giấy tờ pháp lý nào thì không chứng minh được mình là chủ sở hữu của cái tài sản trên thì chắc chắn cái người này bắt buộc phải dọn toàn bộ cái tài sản ra khỏi cái căn nhà và Vũ sẽ vào tiếp quản cái căn nhà của ông bà nội. Còn cái người này á, người chủ căn nhà này á, bức xúc hay là gì á, thì có quyền làm một cái đơn tiếp để tố cáo lên cơ quan chức năng. Cụ thể là khi mà bà Vân bà bán cái căn nhà này cho cái người ta á, thì bà ta chắc chắn một điều là bà ta không có giấy tờ gì pháp lý các bạn. Nếu như có giấy tờ thì mình nghĩ đó cũng chỉ là giấy tờ giả thôi chứ không có thật. Đó. Tại vì căn nhà của ông bà nội là chưa có sổ hồng. Cái giấy tờ gốc của cái căn nhà là đang được công ty Tân Hồng Huy chủ dự án này đang giữ. Tuy nhiên, qua trích xuất các hồ sơ, công ty Tân Hồng Huy xác định là trong cái thời gian vừa qua không hề có một cái bản giao dịch hay là các cuộc giao dịch nào xảy ra đối với căn nhà của ông bà nội Vũ, tức là các căn nhà của ông bà nội của Vũ là đang đứng tên của ông bà và chưa sang tên hay là chưa giao dịch cho một người nào hết. Việc bà Vân bà làm cái giấy tờ gì để chứng minh mình là chủ của căn nhà và bà bán cho người khác, có thể khẳng định đó là một cái giấy tờ giả hay là gì các bạn. Mà giấy tờ giả khi mà ra cơ quan chức năng, ra cơ quan pháp lý thì không có giá trị. Cái người mà mua phải cái căn nhà này có quyền làm các hồ sơ để kiện bà Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó là lừa bán cái căn nhà trên đó. Thì khi mà ra tòa thì bà Vân này bắt buộc phải trả lại số tiền trên thôi. Nếu như bà ta hồi xưa bán được căn nhà 5 tỷ thì bây giờ bà Vân phải trả lại cái số tiền 5 tỷ cho người ta đó, các bạn thấy không? Mà mình nghĩ là các anh chủ nhà này bây giờ họ cũng rất là lo lắng rồi đó, rất là run sợ rồi. Nhưng mà cứ trốn tránh mãi như vậy thì vấn đề cũng không có đi tới đâu hết mọi người đó. Mình nghĩ là anh chủ nhà này không nên trốn tránh nữa đó, nên ra trình diện cơ quan chức năng đối diện sự thật đó. Biết đâu thì cơ quan chức năng cũng sẽ hỗ trợ anh này đòi lại những cái thiệt thòi vì anh ta cũng là nạn nhân mà, chứ đâu có cái gì đâu. Mà bây giờ cứ trốn tránh mãi rồi 10 bữa hay là 1 tháng 2 tháng hay là cả năm thì vụ việc cũng không đi tới đâu. Rồi anh ta có ở trong căn nhà trên thì nó cũng không được vui vẻ, không được thoải mái này kia đó, sống trong cái tâm trạng phập phồng lo sợ như vậy đó. Mình nghĩ là nên nên đối diện sự thật, bất kỳ một cái vấn đề gì đi nữa không nên né tránh, nên đối diện sự thật và biết đâu là có cách giải quyết rất là nhân văn và êm đẹp đó. Mình nghĩ là trong cái vụ việc này thì bà Vân chính là chủ mưu, người đã gây ra tất cả những cái tội lỗi. Mà đáng lý ra mình nghĩ là một công dân thực thụ trong xã hội thì không nên lừa đảo hay là chiếm đoạt tài sản như vậy đó. Và chắc chắn là bà Vân trong thời gian tới đây bà cũng sẽ đối diện với nguy cơ pháp lý như là kiện tụng và có thể ở tù là một điều chắc chắn không thể tránh khỏi các bạn. Ngoài việc là bà Vân này bị chủ các căn nhà kiện tụng này kia thì bà Vân còn phải đối diện với việc kiện tụng của em Vũ nữa. Em Vũ kiện tụng như thế nào thì mình tiếp tục phân tích cho các bạn nghe nha. Trước tiên á, thì em Vũ sẽ kiện bà Vân về hành vi là giữ giấy tờ cá nhân của người khác nè. Khi mà Vũ làm vừa xong cái căn cước công dân ở quận 12 á, thì bà Vân cũng đã chiếm giữ cái giấy căn cước này của em mà đến bây giờ vẫn chưa trả lại cho em. Đó. Có việc chiếm giữ cái căn cước của anh Vũ là đẩy thằng nhỏ trong suốt mấy năm qua đi ra đường. Không có giấy tờ tùy thân, không phải thuê phòng trọ, không thể thuê công việc công an việc làm này kia đó, đã em vào hoàn cảnh vô gia cư là Vũ sẽ kiện bà Vân về cái hành vi này là thứ nhất. Cái hành vi thứ hai á, mà Vũ muốn kiện bà Vân đó là hành vi chiếm giữ tiền bất hợp pháp. Các bạn có biết không, khi mà bà ta bả lừa cái thằng Vũ vào cái tiệm sản xuất nón bảo hiểm ở quận Tân Bình làm việc á, bà ta bả lừa vào đây không phải là tạo công an việc làm cho thằng Vũ đường quần đó các bạn, mà bả lừa bầu Vũ vào đây giống như là giam lỏng các bạn đó, giam cho thằng Vũ ở suốt trong này và không đi đâu được ra ngoài nhà mọi người. Tuy nhiên khi thằng Vũ làm mới được 1 năm
Đó, thì bà ta cũng đã đến làm việc với chủ Quang Vũ và lấy số tiền 26 triệu đồng. Đó, 26 triệu đồng này là số tiền lương trong suốt 2 năm qua của em. Nói chung là em làm 2 năm được 26 triệu đồng là bà Vân này bà lấy hết, bà giữ hết. Và đến khi thằng Vũ nó đòi gắt gao như vậy thì bà ta mới trả những cái đồng tiền rất là nhỏ giọt. Mà bây giờ Vũ là bà Vân còn chiếm giữ của thằng Vũ là 15 triệu đồng. Chắc chắn là Vũ sẽ kiện bà Vân về hành vi mà chiếm giữ cái tài sản này và yêu cầu là bà ta trả lại toàn bộ số tiền trên đó. Cái điều thứ ba mà Vũ sẽ kiện bà Vân đó, tức là khi mà mẹ của Vũ vừa qua đời các bạn, thì bà Vân này bà nói là bà thuê cái căn nhà của ông bà nội của ông Vũ là 8 triệu đồng một tháng. Mà 8 triệu đồng một tháng nhân lên trong thời gian 5 năm thì các bạn biết số tiền nó lớn như thế nào không? Khoảng 500 triệu đồng nha mọi người. Đó, thì Vũ và bà Ngọc sẽ yêu cầu bà Vân là hoàn trả lại số tiền trên. Làm hoàn trả lại số tiền trên. Đó. Mình nghĩ là đến bây giờ cái việc mà khẳng định Vũ sở hữu cái căn nhà trên 100% đó là điều chắc chắn rồi các bạn. Đó, Vũ là có thể lấy lại được cái căn nhà này không không sớm thì muộn thôi mọi người. Nói chung là tiến độ của cơ quan điều tra tới đâu diễn ra càng sớm thì Vũ càng sớm lấy được lại được cái căn nhà. Thực sự theo cái quan điểm cá nhân mình nói nha, bây giờ Vũ khi mà đã được đóng thuế cái căn nhà này rồi á thì chắc chắn là cơ quan chức năng cũng đã xác định Vũ là nguồn chủ chính gốc của cái căn nhà này. Tại vì em có bản di chúc nè, em có giấy tờ gốc của cái căn nhà này, em có rất là nhiều cái bằng chứng để chứng minh mình đã sống cái căn nhà trên với ông bà nội từ nhỏ. Đó, bây giờ là giành lại cái căn nhà này mình nghĩ là cũng không không có khó đâu. Mà cái anh chủ nhà bây giờ cứ cù lần như vậy, cứ trốn tránh mãi như vậy thì cũng không hay, cái không giải quyết được vụ việc đi tới đâu mà càng khiến mọi người cũng thêm bức xúc nữa các bạn. Biết đâu anh ta ảnh ra trình diện này kia rồi mình nghĩ là sẽ có một cái hướng giải quyết tốt đẹp. Có một điều mà bây giờ cả Vũ nè và các anh chủ nhà cùng lo lắng đó là làm sao để lấy lại được cái tài sản mà bà Vân đã chiếm đoạt. Các bạn biết không, cách đây mấy hôm á, bà Vân bà lên cộng đồng mạng bà nói là cho dù cái thằng Vũ có đi kiện đi chăng nữa đó, thì nó cũng không lấy lại được cái căn nhà. Thì bây giờ không chỉ Mười Khó TV, cộng đồng mạng và tất cả mọi người đều lo lắng như thế này nè, là trong cái thời gian vừa qua khi mà lộ ra cái vụ việc như vậy, không biết bà Vân có đem toàn bộ cái tài sản của mình đi hiến, đi cho hay là đi tặng người khác hay không. Cụ thể là trước khi đối diện với vòng lao lý thì bà ta có mấy căn nhà này đó, có mấy miếng đất này đó, thì bà ta sẽ đem toàn bộ cái tài sản này đi tặng cho người khác. Mà đến khi mà bị kiện tụng và ra tòa thì cơ quan chức năng đó, cũng sẽ cũng, thì cơ quan chức năng cũng sẽ kê biên những cái tài sản của bà. Mà khi mà kê biên xong á, mà phát hiện cái bà Vân này không có một cái tài sản gì hết á, nói chung là bả vô sản á, thì dù phiên tòa có xử Vũ thắng đi chăng nữa, có xử chủ nhà thắng đi chăng nữa, thì bà Vân cũng không có tài sản để khắc phục hậu quả mọi người. Đó. Mà khi mà một người mà trên răng dưới dép, đó, không có một cái gì lận lơn hết, thì cái việc thi hành án sẽ diễn ra như thế nào? Đó, chắc chắn là cái tội danh của bà Vân sẽ bị truy tố và áp dụng mức hình phạt cao nhất. Có thể là bà ta đối diện với một cái mức án tù rất là cao đó, mà không được hẳn giảm sự khoan hồng thôi chứ đó. Còn Vũ và Văn Ngọc dù có thắng đi chăng nữa đó, chủ nhà dù có thắng đi chăng nữa thì cũng khó lấy lại được cái tài sản, tại vì chính bản thân của bà Văn là không có tài sản, không còn tài sản. Mình nghĩ là cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ những cái yếu tố này. Mình nghĩ là cơ quan chức năng cũng sẽ có biện pháp ngăn chặn sang nhượng tài sản một cách kịp thời. Nếu như mà phát hiện bà Vân đã sang nhượng tài sản rồi đó, thì cơ quan chức năng có thể hủy bỏ những cái giấy sang nhượng đó và thu hồi cái tài sản để đảm bảo việc thi hành án à mọi người. Nói chung là để mà đi được đến cái thời điểm bây giờ thì Vũ và Ba Ngọc đã trải qua rất là nhiều khó khăn, phải nói là gian nan và thử thách rồi mọi người. Các bạn có nhớ cái thời điểm ban đầu không?
Là Vũ với Bá Văn Ngọc là đi cầu cứu cộng đồng mạng này kia đó, rồi cuối cùng anh luật sư Huy ban đầu vào cục, rồi sau nửa năm phải sau nửa tháng rồi 1 tháng nói hoàn thiện hồ sơ này kia, nhưng mà cái hồ sơ vụ việc cũng chẳng đi tới đâu mà người. Thì sau này thì mới biết anh luật sư này anh quay xe. Nói chung là trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì hai cha con rất vui vì gặp được một anh luật sư ở Hà Nội. Các bạn thấy không, khi mà anh này anh vào cục một hai bữa thì cái đơn mà tố cáo bà Văn được gửi lên cơ quan chức năng phường một cách rất là nhanh chóng luôn đó. Và bây giờ thì vụ việc đang tiến tiến triển rất là thuận lợi đó. Một số cơ quan chức năng cũng hướng dẫn Vũ là không nên kiện vụ này ra tòa, tại vì nếu như mà kiện ra tòa thì rất là tốn kém. Bây giờ tố cáo như vậy thì cơ quan chức năng cũng sẽ mời các anh chủ nhà lên và mời Vũ lên. Nếu như bên nào vừa cung cấp được những cái giấy tờ chứng minh mình là chủ của cái căn nhà đó, thì là chủ sở hữu. Còn cái người nào mà không cung cấp được những cái giấy tờ tùy thân, giấy tờ sở hữu liên quan á, thì chắc chắn là phải dọn tài sản ra khỏi cái căn nhà rồi. Mà mình nghe nói là anh chủ nhà này sau một số cuộc làm việc với công an, anh không đưa ra được một cái giấy tờ pháp lý nào hết mọi người, chứng tỏ là anh này là mua mua nhà từ bà Văn này kia là bằng một cái giấy tờ là bất hợp pháp này kia mọi người. Nói chung là chủ nhà bây giờ thì cứ trốn tránh mãi như vậy và chưa có cái hướng giải quyết nào hết. Đó. Nếu như mà có thông tin gì mới thì Mình Khó TV sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn theo dõi nha. Mình Khó TV xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.